Này là đợt cao su nha các bạn. Cao su non. Cái đợt cao su non này ăn được không? Đợt cao su non ăn được không? Kiến này. Không, kiến nó đục phải không? Wow, bạn ơi. Mình đang bị lạc vào trong một cái rừng cao su. Nhưng mà công nhận ở trong này nó rất là mát các bạn. Cao su này chắc cũng lâu năm rồi mọi người. Trong này rất là mát nha các bạn. Tại thì tình hình dịch ở Bình Dương chứ là Sài Gòn quá là phức tạp đi. Lạc vào trong một cái rừng cao su các bạn. Đó. À không. Nhưng mà rất là mát, cây cao su này kiểu cũng lâu năm rồi. Đồn điền cao su rất là nổi tiếng thời Pháp, khi mà thời Pháp thuộc các bạn. Ta bóc lột cái sức người Pháp đã bóc lột sức lao động của người Việt Nam chúng ta để khai thác cao su, lập nên các cái đồn điền. Đó là một cái giai đoạn lịch sử đáng quên. Wow, bây giờ thì mình đang lột vào một cái rừng cao su đấy các bạn. Rất là mát. Cây rất là đẹp nha mọi người, cây này lớn rồi. Đặc sản ở Bình Dương, Bình Phước hay là sông Bé ngày xưa là cao su nha các bạn. Wow, nhưng mà rất là mát luôn. Rất là mát rồi các bạn. Khu này là thuộc địa phận của huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đó, đây cao su thì nói chung như cái trong những năm vừa ra thì giá cao su nó rớt quá trời luôn á mọi người. Đó. Cho nên là nhiều người họ, nhiều chỗ họ chặt bỏ cái cao su để làm trồng các cái cây khác. Có người thì họ trồng sầu riêng. Hôm nay mình đi vô đảo vô đây thử coi thử có cây sầu riêng không. Để quay trái sầu riêng cho các bạn xem. Mà là không có. Ủa, như cái cây này nè. Đó. Sầu riêng đó. Cây này cây mũ này rất là lâu luôn á, to quá trời luôn nè. Mọi người hỏi ở trong ở dựng cái mũ cao su. Cao su thường thường lúc trước được mệnh danh là cây vàng trắng nha mọi người. Đó. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Quá đẹp. Tính vào cái khu vực này nó yên tĩnh và nó mát. Có nhiều cây. Đi xem là có cái cây sầu riêng không. Để quay cho các bạn xem. Không, ở trong khu vực này cây này là lớn nhất nha mọi người. Đó. Hiểu không? Cái này là wow, giống như cái muỗng á. Đó, cái muỗng nhỏ xuống. Khi mà sầu riêng cái cao su có giá trị thì đây là gọi là một cái cây gọi là đẻ ra vàng. Nhưng mà bây giờ thì cây sầu riêng, cây xin lỗi, cây cao su mất giá quá trời, thị trường cao su thế giới đau, nhiều người bỏ. Ở trên phía trên này một chút xíu là có cái khu người ta trồng mà thay vì người ta trồng cây sầu riêng, người ta cây cao su người ta chuyển thành đất để mà làm các cái khu dân cư các bạn, ta chuyển mục đích đó. Nhưng mà cũng khó, bây giờ cũng khó, chủ yếu là để làm nhà xưởng rồi thôi, nhà xưởng cho thuê đó các bạn. Khu này thì mặc dù là rừng nhưng mà nó cũng nằm gần với các cái khu công nghiệp đó mọi người. Wow, nếu tính ra ở đây nhìn cũng rất là đẹp chứ các bạn, không sao. Rất là đẹp. Ngày hôm nay thì ở Bình Dương với lại Sài Gòn có quá rất là nhiều ca luôn mọi người. Người ta dự báo là cái tình hình dịch ở Sài Gòn cũng như là Bình Dương phải kéo đến gần cuối tháng 8 thì mới có thể là ổn định lại. Từ đó đến bây giờ đến đó thì còn rất là lâu. Không biết tình hình như thế nào. Sài Gòn thì khá là phức tạp.
Người ta cái này lấy cái dao chắc khéo bén lắm, ta mới vẽ được cái đường như thế này. Đó. Nó nhỏ xuống, nó nhỏ xuống theo cái lạch này, cái đường này các bạn. Đó, cái đường này. Cái này là cũng cái đầu của cái vá, cái giá. Đó, xong rồi nhỏ xuống. Cái này thì là ủa. À cái này nó dính lên này. Cái dây mà đúng này các bạn. Dây mà đúng này. Wow, con này trong rừng cao su này con gì cắn đau quá. Đó là chế. Các bạn biết lý do tại sao là người ta đỡ cái tô để đừng mũ luôn luôn nằm tư thế này không? À, bởi vì để như thế này lỡ mà trời mưa thì cái nó không có động nướng, động nước vào. Đó, con này nè mọi người, con này là con gì mà nó cắn quá trời luôn. Như cái cây này là rất là lâu năm rồi. Đó. Kiến rồi. Quá trời luôn. Nhiều lắm các bạn. Ở đây là rộng lắm. Đó. Có cảm giác như các bạn đi lạc vào trong rừng ấy chứ. Cây này nó to cho nên nó tạo bóng rất là mát. Bây giờ rất là nhiều bạn muốn đi du lịch hay đi đâu đó nhưng mà không được, trong khi thời tiết ở các tỉnh miền Nam này cũng như là cả nước luôn, miền Trung thì cũng rất là nóng, nóng ghê gớm luôn, nóng dữ dằn luôn. Không biết là đi vô trong này có thấy cái gì không. Bốn phía đều là cây sầu riêng. Ở đây nó có cái người ta làm cái dây dẫn để đưa xuống các bạn. Tình hình là Bình Dương với Sài Gòn người ta sẽ test xét nghiệm Covid trên diện rộng luôn mọi người, số lượng lớn, rồi là sẽ tạo điều kiện các cái công ty, các nhà máy xí nghiệp á, sẽ tạo điều kiện cho công nhân làm tại chỗ và được một số cái chính sách gì đó. Thì thực ra là bây giờ thời buổi bây giờ rất là khó khăn, mọi người đi lại cũng khó, cả sắp tới khoảng tuần sau là Đồng Nai họ sẽ sử dụng cái áp dụng là các bạn phải muốn vào Đồng Nai thì các bạn phải có xét nghiệm âm tính đó các bạn, vào và đến thì có xét nghiệm âm tính, hoặc là nếu như mà không có thì người ta sẽ test nhanh và người ta lấy cái phí á mọi người. Không, nhưng mà ở đây rất là mát, cây sầu riêng rất cây vàng trắng, rất là mát, cây này bự quá đẹp luôn. Ở đây tổ chức cắm trại mấy bạn, khoảng 5-10 bạn tổ chức cắm trại mát ở lại trong rừng trải nghiệm, đem theo khoảng mấy cái lều đồ ăn đồ uống luôn trải nghiệm. Coi như ở đây các bạn thấy có cái cây này mà sao nó ra rất là nhiều nhánh này. Ở đây cái rừng cao su, nhưng mọi người thấy cái rừng cao su rất rộng, nhưng mà nó xung quanh phía ngoài là nhà dân của người ta ở huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Ở đây phía bên kia các bạn thấy có cái văn phòng hay gì nhà người ta. Trong thời gian vừa rồi thì mình có ở nhà trong thời gian gần một tháng luôn các bạn. Thực ra mọi người thích ở nhà, nhưng mà ở nhà một vài hôm thì cảm thấy là rất là, các bạn sẽ cảm giác rất là bức bối. Kiểu đất như thế này, ở dưới này các bạn thấy nó nổi lên các cục cà muối.
Ở này mùa mưa tới là các bạn sẽ lấy mắm nấm, mà nấm nấm cao su ngon lắm bạn, rất nhiều nấm, nhiều người đi hay nấm 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 cao su ngon lắm. Hả? Cái này không, đây là dạng những kiểu à, nó mối lên kia đất nó ù ra này. Đất ở đây thì chỉ thích hợp trồng cao su, một số vùng thì trồng ít sầu riêng, còn sầu riêng mà ở miền Đông này mà ngon mà chất lượng đó các bạn, thì các bạn đi lên Bình Phước, vùng xoài rồi, Lộc Ninh rồi mọi người, hoặc là ra khu vực Long Khánh. Thì trong thời gian vừa qua thì trên kênh của mình có chuyển một số cái đề tài, nhưng mà thực ra là cũng là ẩm thực, quay quá nhiều chủ đề đi mà không có view, cho nên mình quay sầu riêng á thì có một ít view và cũng ăn được suất một ít thôi, không chỉ rất là nhẹ thôi. Cậu cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, mặc dù kênh phát triển khá là chậm, mình đã làm kênh rất là lâu, view thì rất là ít, sub thì tăng còn khá là chậm, nhưng mà trong thời gian không một tháng ở đây thì có view nhờ là cái sầu riêng. Hôm nay đi về Bình Phước này, Bình Dương này các bạn, để quay sầu riêng nhưng mà không có. Giờ ở Bình Dương, ví dụ như ở vùng trái cây lái thiêu thì sầu riêng cũng còn ít, mà hiện tại các nhà vườn người ta cũng không có mở cho mình vô đâu mọi người, không có tham quan đâu, cái kiểu cũng ít rồi. Măng cục thì diện tích người ta cũng giảm, lái thiêu nổi tiếng nhất là măng cục, còn sầu riêng thì lái thiêu cũng ngon. Các cái giống sầu riêng nổi bật và các cái vùng trồng sầu riêng nổi tiếng ở Việt Nam như là ở Bến Tre, rồi Tiền Giang, sầu riêng Cái Mơn các bạn, sầu riêng Chợ Lách, hay là sầu riêng ở Đồng Tháp cũng có sầu riêng, nhiều vùng họ trồng cái giống đi sáu á, rồi có cái giống Thái của Thái Lan, cái sầu riêng của Thái Lan nhưng mà trồng ở Việt Nam. Sầu riêng chuồng bò thì người ta ít ăn hơn. Sầu riêng ngon nhất là ri sáu, người ta ăn nhiều các bạn. Rồi cái đặc sản nổi tiếng sầu riêng ở Bến Tre đó là sầu riêng sáu hữu, đó là gọi là sầu riêng là ngon nhất Việt Nam đó các bạn. Sầu riêng ngon nhất Việt Nam là sầu riêng. Ồ, đây có con gì này các bạn, giống như là con nó cắn. Ông, cái con này có nhiều con cắn đau lắm, nãy giờ đi một hồi mà cắn rất là nhiều luôn, giống như con muỗi vậy đó, cắn quá trời luôn các bạn. Đây nè, mình nãy là mình quấn chết mấy con rồi đó, lạc vào rừng cao su tâm sự với các bạn. Còn muốn chia sẻ sầu riêng, ăn sầu riêng chắc phải ra vườn thấy cái cảnh bà con chúng ta hái sầu riêng, bỏ sầu riêng, nói chung nó cũng qua đấy, có rất là nhiều công đoạn, từ cái nhà vườn rồi xong người ta ví dụ như cái vựa người ta mua về xong người ta phân phối đó. Sẽ có rất là nhiều điều để nói về vấn đề khi mà người ta không có sầu riêng. Có rất là nhiều cô chú anh chị coi trên các cái video của mình thì có kinh nghiệm á, mình không biết về cái vụ mà sầu riêng giống thuốc hay sao, rồi chọn những trái sầu riêng nào ăn cho ngon các bạn, thì rất nhiều anh chị đã góp ý. Cảm ơn tất cả các bạn, mọi người nhớ ủng hộ kênh để kênh phát triển đó. Cảm ơn. Và có cái con gì cắn đau quá ta. Rồi, hôm nay lọt vào trong. Wow, cái con gì cắn khá đau. Xong rồi phải đi ra thôi. Lạc vào sâu quá rồi. Rồi, cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Ở đây là một cái rừng sầu riêng, một cái rừng cao su ở giữa đường đó các bạn. Nhưng mà nó mát, cực kỳ mát luôn. Và cây cực kỳ to, lâu năm lắm rồi đó. Nhưng mà ở đây thì đa số là người ta không có khai thác nữa. Ở đây ta chuyển đổi rồi, chứ là cái đất này là một cái vùng đất sét các bạn, người ta khai thác khoáng sản, xin chủ trương của nhà nước đó, khai thác khoáng sản, vì phía mặt trên của nó là có thể các bạn lấy cái lớp đầu sẽ là có vừa có cát vừa có sét, xong rồi lấy cát ra khai thác, rồi có phía dưới là sét để mọi người làm gạch. Thì ở cái vùng gọi là bầu bàng này thì là người ta chủ yếu là làm đất sét và gạch. Gặp không nung, gặp nung đó các bạn, gặp tuy nen đấy. Ok nghe. Đấy, lâu lắm rồi mình cũng không có thấy. Ở sầu riêng này, ở đây người ta. Một cái sợi dây. Đó các bạn thấy không?
sợi dây, sợi dây mà để lấy mũ á. Không biết giá sầu riêng, giá cao su như giá hiện nay thế nào, các bạn biết comment phía dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Đó. Vàng trắng luôn, đúng nghĩa vàng trắng. Nhưng mà ở đây có mấy con gì nó cắn quá đau luôn, nãy cắn đau lắm bạn. Ở đây không có, người ta không có lấy mũ nữa cho nên này đỡ nằm nghiêng nằm ngã rồi. Rồi bye bye nha.